Đây mình chuẩn bị làm một con ẹt 280. Thì làm lên 62 zin zin. Súng bánh căm nền Russian Boy. Căm rơm. Căm hiệu này nè. Đâm Mutakin. Mà rơm luôn. Rồi sáng ha. Lồng kiến trái FGN, kiến trái nén đường nước lớn nha. Cái trái này nó đỡ vũ hơn cái ICS nha anh em. ICS nó hay bị kêu lắm. Này lấy 61 thì 98 rồi. Nó bót hơn, nó không bị kêu cạch cạch. Bình xăng của Xô có hai lựa chọn nha. Cái tròn KCR và bình Coso 32 KSR Evolution. Và lựa chọn bạc thì xài bạc rít nha anh em, RIK rồi 10 lát đường chân. Đầu súng bắp lớn 20-23 bắp đường chơi luôn. Cam độ để mình làm tới công đoạn đó thì mình sẽ quay cho anh em xem. Nền Racing Boy 4.6 vỏ xít xít của Thái nha. Đó này rất là bám nha, ngon, giá cũng dễ chịu. Rồi, để mình làm xong đi, mình sẽ quay quá trình cho anh em xem. Chiếc này có vô đồ chơi nữa, vô tay con Akosato heo dầu Rambo. Cái con này sẽ gắn ra sau, phải gắn cái con bự ra trước. Bây giờ đổi lại bài khác, mình có nữa thay phục đồ chơi luôn. Xe này trong quá trình dọn. Mình làm xong mình quay cho anh em xem nè. Chiếc kế bên này là cũng xăm 2 dinh dinh nữa đó. Cái nước lớn, bình xăng lớn luôn. Đây chiếc ép này 62 luôn. Mấy làm canh chỉnh rồi. Và rô này 62.3. Ad này 62.4. Đây là cái ad 65.4. Bô không nỉ nè. Số xe nó chưa làm xong. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình, từ zin tới độ ha. Có nhận làm ha, nhu cầu. Anh em muốn 57, full 135, 62, 65 cộng đôn dên rồi, mình có nhận làm hết. Anh em xem clip nha.